Ông cứ nghe lời tôi là được rồi. Xe người ta cũng đang chở bên dưới luôn rồi kìa. Trời ơi, bà làm như vậy làm sao được chứ, thiệt tình à. Ông đừng có hỏi nhiều làm gì nữa, ông mau mau lẹ lên đi. Tôi không đi đâu. Đi đi. Trời ơi, mới sáng ra mà ồn ào quá vậy nè. Ê trời ơi, mới sáng ra mà đã cãi nhau gì vậy? Con gái, mau qua đây con. Ai đánh ai vậy? Mặc kệ ai đánh ai, con cứ nhìn cái này xem, đẹp không con? Trịnh Ngôn gửi tới kêu con mặc thử coi có vừa hay không đó. Biết ngay mẹ sẽ kêu con thử nó mà. Mẹ cảm thấy nó vô cùng đẹp đó con à. Một lát nữa mẹ muốn con mặc cái này vào. Ờ, chúng ta sẽ cùng nhau đi chụp một bức ảnh gia đình nha con, được không? Hả? Ờ, nhìn thấy rồi. Là xe màu bạc hiệu Bích phải không? Ừ, được. Tới rồi, tới rồi. Da. Ôi trời ơi, hoành tráng thiệt đó nha. Ê nè nè nè. Cảm ơn, cảm ơn. Cẩn thận lễ một chút đó. Lễ kết hôn của Trịnh Ngôn tiên sinh và tiểu thư Uông Nhiên. Đúng rồi. Đây là đám cưới của con hả? Làm sao hai cậu biết hôm nay mình kết hôn vậy? Mình vừa mới biết thôi. Hai đứa tụi mình vừa mới mở mắt ra đã bị gọi lên xe vội vàng. Bước xuống xe thì nhìn thấy Trịnh Ngôn mặc trang phục chú rể chỉnh tề nghiêm trang đứng đó rồi. Âm mưu lớn. Cậu nói thật cho mình nghe, rốt cuộc trong lòng cậu đang nghĩ cái gì vậy? Có phải cậu đã hoàn toàn quên mất hình bóng của Dương Lộ Dịch nên quyết định kết hôn với Trịnh Ngôn không vậy? Giờ mình có thể không cưới sao? Hai cậu cũng thấy rồi đó, bên ngoài khách khứa ngồi kín cả rồi. Nếu bây giờ mình bỏ trốn á, ba mẹ mình còn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa? Trịnh Ngôn, còn cả sĩ diện của ba mẹ Trịnh Ngôn sẽ bị hủy hoại nữa. Giờ mình chỉ có hai con đường, hoặc kết hôn hoặc là chết. Oh, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Đây là một nghi lễ kết nối hạnh phúc cả đời người của đôi bạn trẻ. May mà kế hoạch hôn lễ không phải của Dương Lộ Dịch, nếu không lễ đài này mất kiểm soát rồi. Anh Trịnh Ngôn, cho hỏi anh có bằng lòng cưới cô Uông Nhiên đây làm vợ, mãi mãi tôn trọng, yêu thương và che chở ông ở bên cô ấy cho đến cuối đời hay không? Tôi bằng lòng. Chúc mừng. Cùng câu hỏi tương tự, cô Uông Nhiên, liệu cô có bằng lòng cùng anh Trịnh Ngôn đây kết thành vợ chồng, mãi mãi tôn trọng, yêu thương, dù cho bần hàn phú quý, sinh lão bệnh tử, luôn vững lòng sống bên anh ấy cả đời hay không? Nói đi, mau nói đi con. Nói đồng ý đi. 10 ngày trước, mình bị bắt cóc rồi. Dì Dì và Thi Quang đâu? Dì Dì, Thi Quang,
Di Di, Di Di, tỉnh dậy đi Di Di. Di Di bị sát hại rồi. Ai? Ai bị sát hại vậy? Di Di, cậu chưa chết hả? Ai dám đụng mình? Mình xử đẹp hắn luôn. Đây là đâu? Lưu Thiên Quang đâu? Thật thà ngay thẳng. Mình đang ở trong đồn cảnh sát hả? Nếu như anh đã biết rõ rồi thì mau thành thật khai báo đi. Tôi giết người sao? Thiên Quang, kẻ bắt cóc. Dịch tại sao cũng ở đây? Không phải, chuyện này là sao vậy chứ? Mình chuyện này là sao? Sao mình lại kết hôn với Cố Niệm Bình? Vào tối hôm qua, ba đứa mình đi quán bar ăn mừng sinh nhật của mình mà, hình như mình đã gặp Cố Niệm Bình. Chủ nhiệm, hộ khẩu và chứng minh của họ đều đã kiểm tra rồi, thủ tục hoàn tất. Điền vào mẫu đăng ký là hợp quy định ngay. Làm việc này 20 năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi được thấy anh em bạn bè rủ nhau đi đăng ký kết hôn. Nè, đem giấy tờ nộp lại đây cho tôi. Chuyện này Cố Niệm Bình, mau tỉnh dậy ngay. Anh mau tỉnh dậy cho tôi. Tỉnh dậy. Đây là cái gì hả? Hả? Coi đi. Khó chịu quá đi. Đây là cái gì? Trời ơi. Ngủ chút đã, lát dậy nói tiếp hả? Anh nhìn em làm gì vậy? Dương Phản Phản. Sử Yến. Tuổi tác. Không phải trong chứng minh thư có sao? Tôi hỏi cái gì, trả lời cái đó. 26. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại uống hơi nhiều thôi mà. Cô uống nhiều rượu rồi đẩy xe người ta xuống cống như vậy hả? Chúng tôi gồm cả nhóm uống rượu rất vui vẻ. Sau đó một chiếc taxi. Sau đó tôi và một người bạn của tôi đã gọi một chiếc taxi khác. Vậy thôi à. Chờ đã, cô vừa mới nói cái gì? Bạn của cô? Người đó không phải là chồng của cô hả? Chồng tôi? Vào đi. Nè cô, mau vào đi. Dạ, đã xác nhận rồi thưa sếp. Bọn họ đúng là có quan hệ vợ chồng. Sử Yến à, em đừng có giận anh nữa mà. Bớt cãi nhau đi, cố gắng sống cho tốt. Thôi, mau về đi, về đi. Làm gì vậy? Bỏ ra đi. Chuyện này là sao chứ? Tôi còn đang muốn hỏi cô đây là chuyện gì nè. Tại sao tôi lại kết hôn với cô chứ? Anh cho rằng tôi tự nguyện kết hôn với anh hay sao? Cho anh biết nha, tôi đã có bạn trai. Tưởng rồi gì đó. Ghê gớm, tôi cũng có bạn gái chứ bộ. Quán bar lớn như vậy sao lại gặp người như anh chứ? Phải, cũng chưa biết ai lợi dụng nữa đó. Anh tên là Lưu Thiên Quang. Hơn nữa anh đây còn có một món quà muốn tặng cho em đó.
Kìa, nhìn cũng được có phải không? Đeo vào. Không phải. Nè, đâu rồi, nó đâu rồi? Mau trả chiếc nhẫn kim cương lại cho tôi. Nhẫn kim cương gì? Cô cho rằng chiếc nhẫn kim cương đó là cái bánh trên trời rơi xuống hả? Tại sao tôi lại kết hôn với một kẻ đào mỏ như cô được? Cô đưa cái túi đây tôi xem. Làm cái gì vậy? Đưa cái túi đây. Anh mất trí rồi đó hả? Đưa cái túi cho tôi xem. Làm gì vậy? Đưa đây. Giữa ban ngày ban mặt lỡ trước đồn cảnh sát như vậy, anh dựa vào đâu mà đợi giật túi của tôi chứ? Tôi có người làm chứng đó. Giấy tờ không có đủ để tiến hành thủ tục. Chỉ tại buổi tiệc đó hết. Nè, chừng nào có đủ chứng minh hộ khẩu rồi mới quay lại. Còn biết làm gì giờ? Đây là nơi chứng nhận đó hả? Hôm nay vợ sẽ chứng nhận cho ba đôi đầu tiên. Ba đôi đầu tiên cũng được đó. Mua giấy số trúng giải độc đắc. Cậu la hét cái gì? Như vậy còn chưa đủ xấu hổ hả? Sao nhìn anh có vẻ ung dung thoải mái tự do tự tại vậy? Không phải được đi Nam Cực một chuyến mà tinh thần phấn chấn đó chứ? Có anh chàng nào đi Nam Cực với con gái mà từ bỏ những cô gái khác đâu chứ? Đầu óc có vấn đề. Cậu như vậy là sao? Tối qua vừa bị bỏ rơi, hôm nay liền tìm người khác lấp vào chỗ trống rồi. Cậu không để con tim lành lặng một chút được hả? Nè, nói ai vậy hả? Cô tốt quá ha. Cô nói cái gì? Này, nói lại lần nữa tôi nghe coi. Kêu tôi nói là tôi phải nói. Tại sao tôi phải nghe lời của cô? Nói lại tôi nghe coi. Đừng có cãi nữa. Mau tiến hành đúng một cái khó luôn đi. Alo. Đừng đứng đây chừng nữa. Mấy 20 phút. Trong thôi. Tôi sẽ về ngay đi. Đi thôi. Đi nào. À được rồi. Đi thôi đi thôi. Nè, anh đi đâu vậy? Vào trong thôi. Hôm nay tôi có chuyện quan trọng cần giải quyết, đợi mai rồi tính đi. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện ly hôn đâu. Đây là danh thiếp của tôi, có gì cần cô cứ gọi tôi. Trời, không. Ê, cần danh thiếp ly hôn đâu. Người ta đóng cửa rồi kìa. Này... rồi. Đợi 2 ngày nữa rồi sao nói đi. Sao có thể như vậy chứ? Tạm biệt. Tài xế, trung tâm Vĩnh Úc, nhanh lên. Ê, nè, cô làm gì vậy? Hai người đi cùng nhau phải không vậy? Anh thấy sao hả? Trễ giờ rồi, cho xe chạy đi. Thôi, sự việc đã vậy rồi, đành phải cố gắng chờ đợi qua 2 ngày nữa rồi lại tính tiếp. Ai về nhà nấy giải tán đám đông ha. Ê, nè em, một ngày vợ chồng cũng tình nghĩa mà, để anh tiễn em ha. Ngày mai không có rảnh, ngày kia gặp ở đây, ly hôn. Nè, cái nhẫn của tôi đâu, hả? Anh này đúng là mắc cười ghê nha. Tôi không có biết đâu. 3 lần đã đủ nhiều chưa vậy? Cái gì mà không biết chứ? Chiếc nhẫn của tôi rõ ràng đang ở chỗ của cô mà. Trời ơi, ông còn tâm trí ở đây tới qua sao? Mau dẹp giùm tôi cái đi. Con gái cưng của ông đó đúng là không biết nghe lời mà. Điện thoại thì tắt cả đêm không về. Ông nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi còn chưa chịu mò về nữa. Mong là nó đừng quên hôm nay là mừng thọ 70 của ba Trịnh Ngôn. Nó mà cứ hồ đồ như vậy Trịnh Ngôn không cần nó nữa cho mà xem. Mở miệng ra là Trịnh Ngôn, rốt cuộc đứa nào là con của bà đây? Tuổi trẻ phải cho nó chút không gian riêng tư. Cái gì mà không gian riêng tư hả? Cái gì mà không gian riêng tư chứ hả? Còn uống cái gì nữa? Uống trà để làm gì hả? Ông nhìn Trịnh Ngôn đi, tốt đẹp như vậy. Cần ngoại hình có ngoại hình, cần gia cảnh là có gia cảnh ha? Cần sự nghiệp cũng có sự nghiệp vững vàng. Nhưng mà trên hết, quan trọng nhất là cậu ấy yêu thương Phạn Phạn nhà mình, thật lòng quan tâm tới Phạn Phạn nhà mình. Uông Kiến Quốc, Phạn Phạn nếu thật sự gả cho Trịnh Ngôn, đó là cái phúc 3 đời của Uông gia nhà ông đó. Dạ mẹ. Con còn biết nghe điện thoại nữa sao? Hả? Nè, con có giỏi thì tắt điện thoại cả đời luôn đi. Mãi mãi đừng trở về nhà nữa. Mất tâm mất tích luôn đi. Con không có tắt máy. Chẳng qua là trước đó hết pin thôi mà. Con có biết là Trịnh Ngôn vừa mới gọi điện thoại tới nhà mình để tìm con không? Mẹ sợ nó biết chuyện cả đêm qua con không về nhà, nên mẹ không cho nó tới. Nó đòi tới đón chúng ta đó. Đón chúng ta làm gì vậy? Con nói cái gì vậy? Ngay cả sinh nhật của ba Trịnh Ngôn mà con cũng quên rồi hả? Con nhớ nhầm thôi.
Được rồi, con đừng về nữa. Về không kịp đâu, tới thẳng nhà hàng luôn đi. Ờ, dạ. Bác Tài, đường Hồ Tân. Mặc kệ cô ta. Nếu cô muốn tới địa điểm khác thì xuống xe, tự mình gọi xe khác. Đừng có lôi thôi, xe này là tôi gọi trước đó nha. Bác Tài, đường Hồ Tân. Tôi nói không được là không được. Nếu cô có thể bồi thường cho tôi 400 vạn, tôi sẽ lập tức chịu ý cô. Đường Hồ Tân, đừng có nghe anh ta nha. Trung tâm Úc Vĩnh. Đường Hồ Tân. Trung tâm Úc Vĩnh. Đường Hồ Tân. Tôi nói là trung tâm Úc Vĩnh. Nè, rốt cuộc hai người muốn đi đâu đi? Đường Hồ Tân. Trung tâm Úc Vĩnh. Đường Hồ Tân. Tôi lên xe trước mà. Đường Hồ Tân. Hay là bây giờ hai người hãy giữ quãng tù của xe đi. Tôi phải nghe lời người kia đi. Tài xế, tôi thắng rồi. Đường Hồ Tân. Mặc kệ cô ta. Trung tâm Úc Vĩnh. Đường Hồ Tân. Thôi được rồi, đừng có nhiều lời nữa. Trung tâm Úc Vĩnh. Đừng có nhiều lời. Nhảy đi. Chơi trò nhảy dây hay sao? Hả? Nhảy rớt cả dây rồi kìa. Cô dùng cái ốc hạt nho của cô nghĩ xem chiếc nhẫn của tôi đang ở đâu vừa một cái. Mang về lại cho tôi. Tự mà mang đi. Nhanh lên đi chứ. Tìm đi. Tìm đi. Cô kêu tôi tìm hả? Tôi kêu. Đừng hối hận đó. Không thèm hối hận. Tìm có chứ gì? Có chưa? Tìm có chứ gì? Có không? Có nhẫn kim cương của anh không? Có nhẫn kim cương của anh hay không hả? Chỉ có một carat mà làm như mất nó anh phá sản tới nơi. Căng thẳng cái gì chứ? Anh đeo lên tay tôi được thì cũng đeo lên tay người khác được vậy. Túi sách gì mà toàn nhét mấy cái thứ vô dụng không à. Nè. Ngày kia có rảnh không vậy? Mau tiến hành thủ tục đi. Ngày kia đơn vị của tôi có rất nhiều việc cần phải làm. Còn nữa, đưa số điện thoại của cô cho tôi đi. Không đưa không được hả? Vậy lỡ như cô trốn luôn thì sao hả? Tôi còn sợ anh chuồn nữa đó. Lẹ lẹ lên coi. Anh bấm số đi. Điện thoại của tôi hết pin rồi. Thiệt tình tôi. Tại thấy anh là đàn ông con trai. Chứ nếu anh là con gái thì. Thì sao hả? Thì cô làm gì tôi hả? Cầm lấy cái này đi. Mặt sau tấm hình có số điện thoại đó. Mời nhá mấy qua đây cho tôi luôn. Đã nói là điện thoại hết pin rồi. Có gì tôi nhắn tin cho. Anh nhớ nhắn đó. Nếu không tìm được anh, tôi làm sao mà ly hôn đây. Giờ tôi đi được chưa? Đi đi. Đưa viết đi. Đi bên đây nè. Cố ý thôi. Lưu Thiên Quang ơi, Lưu Thiên Quang. Chơi lớn quá mà. Mất bạn gái còn mất luôn chiếc nhẫn. Tối qua xui xẻo lắm mới gặp cô đó. Dáng dấp nhìn cũng đẹp. Gì vậy? Cô cứ xuống xe ở đây đi. Cứ bắt một chuyến xe buýt sẽ tới nơi cô cần tới. Vậy sao anh không xuống xe rồi đón xe buýt khác? Ở đây không có chuyến nào tới chỗ mà tôi cần tới hết đó. Sư, nói anh phí thời gian. Nè 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 nè. Còn chưa trả tiền mà. Ờ, bây giờ là 35 đồng. Cô đưa 10 đồng là được rồi hả? Đúng là cái độ xấu tính. Chỉ là vài đồng thôi mà. Có gì mà làm loạn lên như vậy chứ. Nhanh lên đi, tôi đang bận đó. 50. Bác Tài, 50 không cần thối lại. Được. Tránh bị người đàn ông kia co bụng xỉn này kêu tôi lợi dụng anh ta. Ừ? Ê, cô làm gì vậy? Lưu lại số của anh. Không thôi tới lúc không liên hệ được với anh. Được rồi. À, phải rồi. Thứ nhất, ngoại trừ chuyện thủ tục ly hôn, những việc khác đừng có gọi điện thoại cho tôi. Thứ hai, nhanh chóng ly hôn, không ai được kéo dài thời gian. Thứ ba, sau khi ly hôn xong xuôi, đường đời thênh thang anh cứ bước. Tôi đây có hướng của riêng mình, chúng ta không liên quan với nhau, được chứ? Được rồi, làm ơn đi giùm đi. Tài xế, chạy mau đi.
Để quên bóp ở trên xe rồi. Cậu nói nếu như không gặp Dư Lộ Dịch nữa, vậy mình ở đây với chứ mình thẻ ngân hàng để ở trong đó hết á. Làm sao ly hôn được chứ. Mình cũng không biết nữa. Bây giờ trong người không còn một xu dính túi. Cậu ở đây làm gì? Hết tiền bắt xe hả? Cái bóp cũ kỹ này tôi đã bỏ từ lâu rồi, cô còn giữ lại làm gì? Tài xế, chạy đi. Có vợ quay lại đây đi. Nè, nói rõ ràng coi. Ai thèm giữ cái này chứ. Tôi quên lâu rồi. Tôi cho anh biết, anh là cái đồ thần kinh, đồ điên mà. Lâu dữ vậy. Bữa tiệc này bác thấy không cần chờ nữa. Thật ra đứa con gái này bình thường luôn rất đúng giờ. Chắc là hôm nay gặp phải chuyện gì rồi đó. Bao nhiêu khuyết điểm mà ba của nó có đều di truyền hết cho nó. Bà nói chuyện có duyên ghê á. Con gái cưng của tôi, không giống tôi thì giống ai đây. Tôi có một dự cảm, nội trong 5 phút nữa Phạn Phạn nhất định sẽ tới. Xin lỗi cô. Xin cô bỏ qua cho tôi thật sự không cố ý. Tôi đang rất giận nên mới đụng phải cô, không sao đâu. Xin lỗi. Ba con bé lúc nào cũng vậy hết. Thấy chưa? Con xin lỗi bác trai. Là do con gọi xe không được, sau đó điện thoại cũng hết pin. Cho nên hôm nay là sinh nhật của bác, ngày quan trọng như vậy mà con lại tới trễ rồi. Con xin lỗi. Con đi đâu vậy hả? Nhìn coi quần áo của con kìa. Đánh nhau với người ta hả? Nào, mau ngồi xuống đi. Uống chút nước cho bình tĩnh lại. Phải. Ngồi đi em. Ngồi đi. Thật sự ngại không quá. Sao đâu. Ngồi đi. Còn hãy đưa nó. Ngồi đi. Được rồi, cảm ơn nha. Ngồi đi con, ngồi đi. Phạn Phạn đứa trẻ này sinh ra là đã vui vẻ rồi. Người của em toàn mùi rượu. Ngày hôm qua uống say hả? Không phải đâu. Làm sao mà em dám uống rượu? Là vì tối hôm qua đó, Lão Duyên với Lão Hà uống rất là nhiều. Sau đó họ ói lên người em. Anh coi em còn không kịp về thay áo quần. Em ba chân bốn cẳng vội vàng chạy tới đây nè. Không kịp thay đồ. Vậy được không? Có về nhà thay đồ nha. Đừng. Ngồi xuống đi. Cảm ơn ông đã hỗ trợ cho công ty chúng tôi. Còn một chuyện nữa là tôi muốn nói lời xin lỗi ông. Để ông phải đợi lâu. Tại hôm qua tôi uống hơi quá chén. Thật là ngại quá. Là thanh niên uống ít rượu thôi, say xỉn dễ hỏng chuyện là biết chưa? Dạ, tôi hiểu rồi. Được. Cảm ơn. Dạ bên này. Đi thông thả. Giúp tôi tiễn giám đốc Diệp đi. Sếp à, anh có biết không, tiếng sét ái tình kết hôn chớp nhoáng đang là đề tài nóng được bàn tán xôn xao trên mạng. Nè, cho tôi hỏi chút nha, đừng có nói tôi nhiều chuyện ạ. Cái cô gái mà anh gặp, cô gái à, anh và cô gái đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy hả? Anh cảm thấy có thể xảy ra chuyện gì ở đây? Gọi là gặp lại kẻ thù mắt đỏ lửa nhìn nhau. Mắt lửa hả? Sao tôi không cảm thấy ta? Nhìn vậy mà giống đôi mắt thù hận hả? Vào tối hôm nay, những bạn nào có cặp số trùng nhau, phần thưởng các bạn nhận được là
chuyến đi Nam Cực. Quang hô, quang hô. Có vị khách nào mang con số 222 không vậy? Có người chiến thắng rồi. Lên đi. Đã bảo tôi may mắn nha. Được rồi. Nào các bạn, bây giờ đây chính là ba cặp đôi may mắn nhất. Sau một nụ hôn thật say đắm, liệu giữa bọn họ có nảy sinh một tình yêu sét đánh hay không đây? Nào, chúng ta hãy cùng chờ xem. 3, 2, 1, mời hôn nhau. Được rồi, bây giờ các bạn nghe khẩu lệnh của tôi. Gỡ bỏ tấm bịt mắt đó ra để xem người đứng trước mặt mình ra sao. 3, 2, 1, bỏ bịt mắt ra. Đó chẳng qua là bị trò chơi tác động thôi. Tôi cho cậu biết, cả đời này người mà tôi không hề muốn gặp nhất chính là cô ta đó. Ảnh hưởng hả? Nhưng mà sao tôi lại thấy từ lớp vải bịt mắt, hai đôi mắt long lanh như nói lên tất cả tâm tình vậy kìa? Có phải gần đây cậu rảnh rỗi không có việc gì làm không? Đây là cái gì? Sao mà túi áo cộm dữ vậy trời? Giấy kết hôn. Là ai kết hôn vậy? Đi đâu mà đem cả giấy kết hôn của người ta về vậy chứ? Để tôi trả. Thôi được rồi, lo làm việc của mình đi. Mời mọi người. Hôm nay là kỷ niệm chúng ta quen nhau được 1396 ngày. Anh biết là mấy năm nay anh vì công việc mà chuyên học hành, nên chúng ta chỉ được ở bên nhau không tới 300 ngày. Nè, nhìn kìa. Em đã chịu thiệt thòi rồi. Ngày hôm nay trước mặt bác trai và bác gái, trước mặt ba mẹ của anh, Trịnh Ngôn, anh xin thề, anh sẽ dùng cả cuộc đời này, dùng tất cả tình yêu này để yêu thương em, yêu gia đình chúng ta. Đúng rồi, coi kìa. Phải. Lấy anh nha, chúng ta kết hôn. Ôi. Đi. Mau đồng ý đi con. Con bé này trời con làm ơi, cái gì đúng rồi. Không phải. Đây là hôm nay không phải sinh nhật của bác trai hay sao? Ngày mai có được không? Mai đi. Mai á. Phản à. Không cần phải miễn cưỡng đâu con. Cứ tự nhiên đi con. Ông ha. Cứ ăn đi. Tốt quá rồi. Chúc mừng. Vậy là từ bây giờ chúng ta phải bận rộn rồi đây. Đám cưới của hai đứa có nhiều việc cần phải lo lắng. Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ việc quan trọng nhất là cần phải tìm ngày lành tháng tốt đăng ký kết hôn. Ôi trời ơi, bà thông gia. Đúng vậy, chúng ta đã trở thành người phải một nhà. Phải đó, còn nhanh hơn tôi hình dung nữa. Phải. Để đợi mừng ngày vui của hai gia đình. Nè, bây giờ chúng ta cạn ly đi. Nào. Nè, cạn ly. Cạn ly, chúc mừng hai đứa nha. Trời ơi, cười lên đi con. Bác sĩ Từ, Cầu Dương hả? Mẹ, xin chào. Con tới rồi. Lô dịch tới rồi. Mẹ coi nè, cái này là cái gì đây? À, trời ơi, giá rẻ. Là thứ mà mẹ đang cần nhất. Con biết là mẹ sẽ thích mà. Lô dịch nhà chúng tôi nó vô cùng thông minh, chỉ là hơi nghịch ngợm, nên ở trường hay bị thầy cô phạt phải ở lại để làm bài. Vậy à, Lô dịch, sau này con phải ghi nhớ bài vở thầy cô phụ đạo nghe chưa? À, bác sĩ Từ, thật ra con có mấy bài toán không hiểu cho lắm, có thể nhờ ông giảng giải giúp không? Con hỏi bác sĩ Từ là đúng rồi đó. Bác sĩ Từ, ra ngoài đó dạy con nha. Y tá, cô cầm giúp tôi cái này đi. Mở ra cho mẹ tôi vẽ. Dạ. À, cảm ơn. Mình đi thôi. Bác sĩ Từ, mẹ tôi gần đây có tốt hơn không? Mẹ của cậu đã bắt đầu thích nghi dần rồi. Cảm ơn ông rất nhiều. Mẹ, con sai rồi.
con biết con không nên uống rượu, không nên qua đêm, không về nhà, không nên quên mất sinh nhật của bác Ngôn. Nhưng hôm nay thiệt tình con mệt lắm rồi, ngày mai hỏi cung nha. Vậy có được không mẹ? Sao lại... Ngày mai tinh thần con thoải mái rồi, con sẽ thành thật khai báo. Không được. Hả? Mẹ phải hỏi cho rõ ràng, con nói cho mẹ nghe đi, đã xảy ra chuyện gì vậy? Áo quần con dơ quá, con phải đi tắm. Còn tắm cái gì nữa dơ mà quá tắm? Trời ạ. Có phải là con cố tình làm phản hay không? Uông Kiến Quốc, ông coi con gái cưng của ông kìa. Hai cha con ông cố tình làm như vậy phải không? Hai người đang cố ý chọc giận tôi đó hả? Hả? Đoán xem hôm nay mẹ đã gặp ai? Nói ra còn bất ngờ té xỉu luôn đó. Dương Lộ Dịch. Anh ta chẳng những không biến thành tên mập hói đầu, mà còn trở nên đẹp trai phong độ. Tức chết đi mà. Điểm duy nhất không đổi là luôn làm phiền người khác. Nè, đã gọi xe còn chi tiền với mẹ nữa. Mẹ thẳng tay cầm 50 đồng quăng vô mặt anh ta. Mẹ đã tự tưởng tượng ra cả trăm tình huống gặp lại anh ta. Thật không ngờ lại là cách này. Các đồng chí, mình bị cậu hôn rồi. Chuyện buồn cười nhất trên đời không phải là say rượu rồi kết hôn với người cũ, mà là sau khi say rượu kết hôn với người cũ thì lại bị người khác cậu hôn. Thiệt bế tắc. Đến bao giờ mới được du lịch vòng quanh thế giới? Mình thật không muốn ở đây nữa. Nè, thấy sao hả? Thấy sao? Đáng khen hay không? Thật thì được, cậu thì không. Thiệt là thơm nữa. Trời ơi, mình nói các cậu, ăn thì ăn, đừng có suýt xoa nữa được không? Không thử một miếng thiệt hả? Không ăn, nói không ăn là không ăn. Mình đồng ý với Trịnh Ngôn rồi. Được, Uông Phạn Phạn, từ nhỏ cho tới lớn cậu nhận thích nhất là thịt kia mà. Không ăn sao mà sống nổi. Nè, bây giờ Trịnh Khôn không ở đây, cậu diễn cho ai xem chứ? Nha. Di Qua Bình của thế giới. Vì những người bạn tri kỷ. Vì tình yêu. Đồ ăn ngon. Chúng ta là ba kẻ lãng du đáng yêu nhất. Không có đối thủ trong thiên hạ. Đi. Thôi đừng nói nữa. Từ này đã la hét trong nhiều năm lắm rồi, chút nội lực cũng không có nữa. Không nói tới ba tiền khách nữa. Không ăn là ngu ngốc. Nè, ăn là đúng rồi đó. Ăn thì phải ăn nhiều một chút. Đúng là mình bị động lòng với thịt rồi. Ê, nè, đem thịt qua đây. Miếng to to đó nha. Đó. Cho miếng bự luôn nè. Đây đây. Cậu định kết hôn với anh chàng Băng Thanh Ngọc Khiết đó hả? Đúng. Sao hả? Trịnh Ngôn là một chàng trai rất tốt. Một người tuổi trẻ tài cao, nhóm máu, kiểu tóc, cái gì cũng hợp với mình hết đó. Dù là xét chiều dài của ngón tay hay là tình trạng của răng miệng, cái gì cũng phù hợp tiêu chuẩn thẩm mỹ của mình. Mình tìm đâu người như vậy được? Hoàng mỹ. Vậy ra người kỹ tính gọi là hoàng mỹ. Sai. Không phải kỹ tính mà là khéo léo. Đã là con trai còn nguyên đai nguyên kiện rồi còn thêm chứng rối loạn lưỡng cực. Uông Phạn Phạn, mình thấy trước được tương lai thê thảm của cậu rồi. Vậy còn Dương Lộ Dịch, bây giờ hai người đã tương phùng với nhau như cảnh tượng trong phim điện ảnh. Cậu không nghĩ là sẽ cùng anh ta nối lại tiền duyên sao? Thôi. Cái tên Dương Lộ Dịch đó bây giờ trong từ điển của mình đã biến thành độ xấu xa bỉ ổi. Mình cho cậu biết, gặp anh ta là chuyện xui xẻo nhất trong đời mình. Đừng có nhắc anh ta nữa. Lời nói thật lòng hay không, chỉ có mình cậu là hiểu rõ nhất. Nè anh Trương à, anh vào trong xem đi. Đây là chỗ làm việc của Duyên Duyên, con gái nhà tôi đó. Duyên Duyên. Dạ dạ. Duyên Duyên à,
Nè nè nè, con xem ai đến nè. Là người lần trước mẹ nói với con đó. Nhớ chưa? Anh Trương à, đây là con tôi Viên Viên. Dạ chào cô Viên Viên, tôi là Trương Soái. Mẹ mẹ muốn tìm bạn tri kỷ ra sao cũng được, con không phản đối. Chỉ cần mẹ thấy vui là được, đâu cần phải đưa tới đây giới thiệu với con làm gì. Tiện quá đi. Anh nhìn coi đứa con này, cái tính của nó thích trêu chọc người khác chứ thật ra suy nghĩ rất là đơn giản. Thiệt tình à. Vậy gì con có gì con phải đi trước, chúng ta liên hệ sau đi ha. Tạm biệt gì. Đừng đừng ngồi chơi một chút đã. Cái này gì cứ cầm lấy đi. Làm vậy sao được? Dạ, nhìn con, coi con đi đây, xấu hổ chết luôn à. Nè Tiểu Trương à, cái này Viên Viên. Mẹ, suốt ngày ngoài chuyện tìm người mai mối cho con, mẹ không còn việc gì để làm nữa hay sao? Một mình con quản lý cửa hàng lớn như vậy đã qua mắt chóng mặt rồi, sao mẹ còn đem thêm phiền phức tới nữa? Viên Viên à, mẹ làm như vậy cũng vì con thôi mà. Mẹ thân yêu của con ơi, bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi đó, kết hôn không còn là mục tiêu hàng đầu của phụ nữ nữa. Mẹ làm sao có thể bảo đảm một người đàn ông có thể dành cho người phụ nữ của mình một tình yêu bất diệt? Ngay cả bản thân con cũng không thể dám chắc con có thể bên ai đó hết cuộc đời. Mẹ đừng có bận tâm về chuyện này nữa. Mẹ xem con bây giờ không phải rất tốt hay sao? Dù sao thì mẹ cũng phải thấy con đăng ký kết hôn rồi mới yên lòng. Con ra ngoài một chút. Con tính đi đâu? Nè, mẹ chưa nói chuyện xong mà. Đúng 9 giờ sáng ngày mai, đến ngay chỗ hẹn, không gặp không về. Con, Trương tổng của Tinh Thụy là chỗ bạn bè đã lâu năm với ba. Con làm như vậy, kêu ba làm sao mà nhìn mặt người ta? Bạn bè lâu năm cái gì chứ? Chẳng qua chỉ là cùng nhau tranh giành thị trường, phân chia lợi ích thôi mà. Người nào hiểu chuyện sẽ cho rằng con đang chống đối ba. Còn người không hiểu chuyện sẽ nghĩ cố mình bắt ta sinh ra một con quái vật. Quái vật cũng tốt thôi. Người ta gặp ba sẽ phải tránh xa ra. Ba bận tâm làm cái gì chứ? Tiểu Bình, tới bao giờ con mới chịu trưởng thành đi? Con nói rõ cho ba nghe nè, con không muốn kết hôn. Và nghiêm túc nhắc lại lần nữa, lần này con từ Mỹ trở về đây chính là muốn ngồi vào cái ghế dưới mông của ba đó. Với cái tính khí đó của con mà đòi ngồi vào cái ghế này? Con từ Mỹ trở về cũng được một năm rồi, ngày nào cũng sống kiểu buông thả ăn chơi trác táng. Chứ cần con thay đổi bản thân, cửa lớn của Bát Nhã sẽ luôn luôn rộng mở chào đón con. Ý của ba muốn nói là chỉ cần con đem giấy chứng nhận kết hôn đặt trước mặt của ba thì ba giao Bát Nhã cho con sao? Ba nói được làm được. Gia Minh, anh ở đâu rồi? Sao bây giờ mới chịu gọi cho em vậy? Anh đang ở Thái. Thái Lan? Anh đi Thái Lan làm gì vậy? Suốt nhiều ngày nay anh có biết em gọi cho anh bao nhiêu cuộc được không? Gọi không nghe máy, nhắn không trả lời. Anh có biết là em lo lắng thế nào không? Lần này anh làm ăn bị người ta lừa gạt, bao nhiêu tiền của mất trắng hết rồi.
chỗ tiền anh giai nặng lãi chưa trả được bị người ta truy đuổi, bất đắc dĩ lắm phải chạy qua đây. Yên Nhi à, bây giờ anh thật sự cùng đường rồi, em còn tiền hay không? Anh cần bao nhiêu? Anh cần 5 vạn. Có được số tiền này rồi anh tạm thời thoát khỏi cơn hoạn nạn. Đợi sau khi trở về nước anh sẽ lập tức tìm em ngay. Tới lúc đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới, được không? Ừ. Tốt. Em chờ anh trở về. Được. Chúng ta sẽ bên nhau trọn đời. Ừ. Nè, anh chờ điện thoại của em. Được. Nha. Chờ đã. Yêu anh. Anh cũng yêu em. Kết hôn. Kết hôn. Mình sắp kết hôn rồi. Vậy thì mình phải ly hôn trước đã. Dạ, xin chào. Mời anh chị xếp qua. Alo. Alo, Lưu Thiên Quang, Sử Yến đây. Sáng mai anh có tới trụ sở ủy ban được không? Chúng ta tiến hành thủ tục ly hôn đi. Chờ một chút. Sáng ngày mai hả? Vậy phải chờ sau khi tôi họp xong mới được. Được, mấy giờ? Khoảng sau 10 giờ rưỡi đi được không? Vậy anh nói lời giữ lời không được cho tôi leo cây đó. Làm gì có chuyện phải leo cây, cô cứ yên tâm đi. Tôi cầm chứng nhận kết hôn này cũng không thể ngủ nổi. À mà nè, phải rồi, chiếc nhẫn của tôi rốt cuộc cô có nhìn thấy nó không vậy? Anh vừa phải thôi nha Lưu Thiên Quang. Anh vừa vào đâu mà nói chiếc nhẫn ở chỗ tôi? Tôi mà tìm thấy hoặc nhìn thấy nó thì đã sớm trả lại cho anh rồi, không cần hỏi nhiều vậy đâu. Không phải, tôi... Thôi đừng nhiều lời nữa, ngày mai không gặp không về. Alo. Sắp ly hôn. Cái cô này cướp máy luôn rồi. Ê. Bây giờ đang thịnh hành mốt bạo lực hay sao? Đẹp như vậy mà sao bạo lực quá vậy?